Dạ vâng, em quan kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem và đang theo dõi clip em quay xe lướt nhé. Hôm nay em về được một con Honda CR-V quý anh chị. Nói chung thì hôm nay em về được rất là nhiều xe trong hôm chủ nhật ha. Hôm nay thứ hai đầu tuần thì em quay trước con Honda CR-V này nhé quý chị nhé. Thì con này là sản xuất 2022 nha quý anh chị và đăng ký lần đầu là tháng 3 2023. Xe đi được 13.000 km rồi nha quý anh chị nhé. Con này là bản E nha quý anh chị, bản E bản thấp nhất nha quý anh chị nha. Con này thì 2022 thì là sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam nha quý chị nhé, không phải là nhập Thái như hồi trước nữa. Con này bản thấp nhất vì thiếu khá khá option nhưng mà cũng nhiều hơn một số tính năng an toàn với so với bản nhập Thái nha quý chị nha. Xe thì không có cảm biến trước này, không có cảm biến sau nha quý chị. Con này bản E bản thấp nhất nha, không có cảm biến trước nè quý chị. Giá bán thì em đang bán mức con này thì mức giá chỉ có 860 triệu thôi quý chị ạ. Nha, giá xe còn thương lượng cho quý chị nào mà mua tiền mặt, mua nhanh, mua lẹ ha. Xe rất đẹp nha quý chị nhé, xe vừa về chưa qua dọn rửa spa này quý chị, mới đang trong chuẩn bị spa thôi, là đang cho tháo lớp sơ cua xuống để mà dọn rửa này kia ha, chà rửa sạch sẽ ha quý chị ha. Con này hệ thống đèn chiếu sáng thì cũng đèn bi nha quý chị nhé, cầu bi nè, nhưng mà nhìn cái kiểu đèn thì nó không phải giống như bản L ha quý chị nhé. Đó, là có radar phanh khẩn cấp phía trước nha quý chị nhé, bản thiếu nhưng mà vẫn có radar này. Ở nhập Thái thì sẽ không có ra chế độ an toàn như là phanh khẩn cấp này, adaptive control nha, và cũng không có đánh lái giữa làn chủ động và cũng không có cảnh báo lịch làn nha quý anh chị. Con này sẽ thiếu cửa sổ trời này, ghế chỉnh điện ở ghế phụ nè quý anh chị, rồi cảm biến trước cảm biến sau nha, hệ thống đèn cũng khác nè, rồi bên mâm thì cũng đúng, cũng giống như là ở bản nhiều bán cao, là kích thước mâm là 18 inch, mâm phay hai màu nha quý anh chị, cũng là dàn lốp Michelin luôn nha quý anh chị nhé. Bên trong xe thì rất đẹp luôn quý anh chị ơi, đây quý chị xem nè, xe cũng rất là mới nha, này ghế quý chị xem ghế nha, đây đó, ghế rất đẹp quý anh chị ạ. Đó, mới đi 13.000 km thôi quý chị, để auto xe đây. Auto vẫn auto, cái này là chip đây, để em coi lại. Để bấm vào auto xe cho quý chị xem nhé. Đây, auto 13.600 cây nha quý chị nha. Đó, auto 13.600 cây. Ở bản thiếu ở mẫu mới này á thì cũng có phanh tay điện tử nha, không phải là phanh cơ ở chân như là nhập Thái nha quý chị nha. Cũng có phanh điện tử nè, rồi cũng có bucket hole nè, hoặc là phanh hỗ trợ phanh khi đèn đỏ quý chị. Rồi, điều hòa thì một dàn có một dàn lạnh thôi nha quý chị nha. Một dàn lạnh thôi, không phải hai dàn lạnh như ở bản đủ ha. Vô lăng cũng đa chấu nè, có những chế độ là an toàn ở trên vô lăng như là đánh lái giữa làn chủ động nè quý chị, adaptive control nè, rồi nút này giống như là kiểu set cruise control đó quý chị. Rồi cảnh báo lịch làn ở đây nha quý chị nhé, đây cảnh báo lịch làn ở đây. Hệ thống loa thì con này cũng sử dụng loa thường thôi đó, ghế tài chỉnh điện nha quý chị nhé, có cảnh báo tiền va chạm nè quý chị. Đây nha, đây em lấy nét lại quý chị xem, đây có cảnh báo tiền va chạm ở đây nha quý chị nha. Xe này vẫn hỗ trợ vay ngân hàng nha quý chị, hỗ trợ vay ngân hàng 70% định giá ngân hàng, thời hạn vay là 7 năm nha quý chị nhé. Quý chị có thể quý chị chọn ngân hàng 5 năm, rồi 6 năm, 7 năm, tùy theo quý chị chọn ngân hàng nha. Nếu quý chị muốn vay 7 năm thì quý chị có thể vay ở ngân hàng VPBank Việt Nam Thịnh Vượng ha, còn nếu mà vay được 5 năm, 6 năm thì chỉ có vay được ở Tiên Phong Bank thôi. Bên em vẫn hỗ trợ vay công ty rồi vay cá nhân đều được hết nha quý chị nhé. Nếu công ty thì em chỉ hỗ trợ trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, còn nếu mà hỗ trợ ở tỉnh thì tỉnh nào cũng được, là vay cá nhân nha, tất cả các tỉnh luôn, 63 tỉnh thành nha quý chị nhé. Hàng ghế thứ ba là ghế phụ, ghế cơ con này dòng 5 cộng 2 thôi, cũng khá là chật nha quý chị nhé. Đây nè, nói chung là con này 5 cộng 2 ngồi cũng khá là chật, không được rộng rãi lắm đâu. Cốp cơ nha quý chị nhé, con này bản thiếu thì là cốp cơ, không được cốp điện nha quý chị. Rồi cảm biến sau cũng không có con nào luôn nè, hệ thống đèn chiếu sáng sau thì cũng rất giống là ở bản cao như bản cao, nhưng mà đèn hệ thống đèn như con này ở phía sau là chỉ halogen thôi chứ không phải đèn led nha quý chị nhé. Rồi xe bên em quan bán ra thì có cam kết cho quý chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không gầm hộp số máy móc nguyên zin nha quý chị, có cam kết bằng văn bản, bằng hợp đồng luôn.
À, nếu quý chị mà mua cam kết cái này là em cam kết trọn đời nha quý chị nhé, trọn đời nha. Nếu mà quý chị mua về đi thời gian sau có phát hiện ra mà có đâm đụng ngập nước, máy móc đã bung ra sửa chữa trước thời điểm em Quang giao xe cho quý chị thì em Quang vẫn hoàn lại 100% số tiền em Quang đã thu quý chị ha. Hỗ trợ quý chị check test hãng thoải mái luôn, quý chị có đưa vào hãng nào quý chị mà thân cận nhất hoặc là gara nào, quý chị nào mà có bạn bè làm gara hay là người nhà làm gara gì đó có thể đem tới gara test thoải mái nha, em hỗ trợ quý chị tận tình luôn. Bao quý chị rút hồ sơ gốc nha, bao quý chị rút hồ sơ gốc nè, bao phí công chứng nè. À, quý chị chỉ cần thanh toán tiền và đem xe về thôi, còn tất cả mọi thứ thì em quay sẽ hỗ trợ quý chị hết nha. À, quý chị nếu mà không biết sang tên, không biết đi đăng ký sang tên thì em quay sẽ có thuê dịch vụ cho quý chị luôn nhé. Nếu ở tỉnh thì em Quang sẽ thuê dụ, còn như ở trong thành phố á, thì em Quang sẽ hỗ trợ quý anh chị đi đăng ký sang tên á, chi phí hết bao nhiêu, đóng thuế hết bao nhiêu thì em Quang sẽ thu lại quý anh chị ở cái lúc mà quý anh chị nhận xe nhé. Ok, xe rất đẹp nha quý anh chị. Quá đẹp luôn quý anh chị ơi, con này về dọn rửa sơ qua lên cửa hàng là xe như mới luôn quý anh chị ạ. Quý chị trả trước, nếu mà vay ngân hàng con này trả trước khoảng 560 thì quý chị trả trước khoảng 330 đến 350 để nhận được xe nha quý chị nha. 330 350 thôi. Chủ xe rất kỹ, ốp sẵn hết rồi, miễn bệ bước rồi này kia, những cái chỗ bước lên bước xuống anh chủ anh cũng đã ốp sẵn hết rồi. Quý chị nào mua về là chỉ việc sử dụng thôi, đổ xăng vào là chạy thôi quý chị. Đó, có cửa gió hàng ghế thứ hai nè. Rồi em coi hàng ghế thứ ba hình như cũng có hốc lạnh đó quý chị, đây nè. Có hốc lạnh hết nha. Không phải như xe 8 thì khá là nóng ở hàng ghế thứ ba vì không có dàn lạnh ở hàng ghế thứ ba nha quý vị nhé. Con này thì có cửa gió cửa lạnh nữa, hàng ghế thứ ba có đầy đủ hết. Xe thì đi cũng rất là êm quý chị, động cơ con này thì 1.5 thôi, đi khá tiết kiệm nha quý chị nhé. Xin phép làm một vòng quý chị nha, đi rất êm, cách âm cũng tốt, nói chung cũng cải tiến hơn là lúc xưa, hồi xưa hồi rồi nhập Thái. Nhập Thái thì đi nó sẽ có một nhiều anh chị phàn nàn về tiếng ồn ha, còn con này thì em thấy cũng khá là ok rồi. Đi rất êm nha quý chị nhé, động cơ 1.5 thôi, tiết kiệm mà, động cơ 1.5 turbo quý chị nha. Con này thì quý chị nó về muốn mà thêm một số đồ chơi nữa thì em nghĩ em Quang khuyên nha, thì quý chị có thể lên một thêm một cái màn hình Android hoặc là đi muốn an toàn hơn thì quý chị có thể thêm một cái cam hành trình, cam hành trình của xe ha. Ok, đi rất là êm, đánh lái cũng rất là mượt và vô lăng, đặc biệt vô lăng đầm nha quý chị nhé, không có nhẹ quá, vừa phải thôi, cũng không có gọi là nhẹ quá. Ok lắm quý chị. Rồi quý chị nào tham khảo dòng này thì alo em Quang thì số điện thoại 0377652627 nhé. Rồi em xin phép em cũng đi ít thôi, một đoạn thôi chứ cũng không dám đi nhiều. À, vừa đi vừa quay quý chị nó cũng thiếu cảm giác là thiếu an toàn đó quý chị. Đập không, cũng không dám đập nhanh như trước nữa quý chị. Quý chị thông cảm nhé, quý chị nào muốn chạy thử thì có thể lên gặp trực tiếp em Quang sẽ hỗ trợ quý chị chạy thử lái thử ha. Còn qua video qua video clip này á, thì em Quang cũng nói chung quý chị có xem thì cũng không có cảm nhận được hết toàn bộ cái chất lượng của xe cũng khoảng cái cảm giác mang lại ha. Quý chị nào mà tham khảo thử thì có thể lên cửa hàng trực tiếp cửa hàng để mà chạy thử tham khảo thử nhé. Em Quang cảm ơn tất cả quý chị đã theo dõi hết video của em Quang. Em xin nhắc lại đây là Honda CR-V bản E sản xuất 2022 và xe đăng ký lần đầu là tháng 3 2023 nha quý chị nhé. Và giá bán em Quang đang chào với giá bán là 860 triệu nha quý chị. Quý chị nào tham khảo dòng này thì alo nhấc máy lên alo em Quang sẽ theo số điện thoại 0377652627 nha. Xem xe tại 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức. Em Quang cảm ơn tất cả quý chị đã theo dõi và ủng hộ em Quang thời gian vừa qua. Quý chị nào thấy em Quang nhiều xe lướt nhiều xe đẹp thì cho em Quang xin một lượt đăng ký kênh ủng hộ em Quang sẽ ra được nhiều clip hay hơn nha. Cảm ơn tất cả quý chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn lại quý vị anh chị ở clip tiếp theo ạ. Xin chào hẹn lại ạ.